Đầu tiên là bạn ấy bán một cái sản phẩm là măng khô, mà theo dự báo thời tiết thì năm nay không phải là một cái năm có cái mùa đông lạnh đâu. Thế là bạn nên rén một chút nhá, bởi vì hàng của bạn khá nguy hiểm. Mình cũng bán rồi, nói chung là lúc lạnh thì người ta có nhu cầu mua, nhưng xếp đến mà nó lại nắng thì thôi rồi, là bạn không lạnh có nhu cầu chuyển hàng luôn đấy, nó được thay đổi nhu cầu theo thời tiết. Nên là những cái sản phẩm mà mùa đông ấy, như năm nay thì mình cũng chưa mua những cái áo nào đi qua mùa đông, còn chủ yếu thì mình mua những cái áo nào mà mặc cả mùa đông cả mùa hè, ví dụ như áo thun dài tay thì ra thì nó mặc được cả. Thì đầu tiên là nên lưu ý con sản phẩm này nhá. Bơ không trả lời này. Mẫu quan tâm còn nhiều, mẫu mặc lên rất tôn giá khách hàng. Không biết chị mong muốn tìm hiểu sản phẩm như thế nào thì có thể hỗ trợ Happy Revision. Rất hân hạnh được phục vụ chị. Đoạn này thì khách hàng cũng in không? Câu hỏi không rõ ràng. Đây là đặt câu hỏi mở đấy, nhưng mà câu hỏi mở này nó không phù hợp để đặt trong sản phẩm này. Được chưa? Câu hỏi mở thì nó phù hợp đặt trong sản phẩm dịch vụ tốt hơn. Câu hỏi này là câu hỏi mở, nhưng mà đặt với các sản phẩm kiểu vật lý này nó không phù hợp. Nó không phù hợp, bạn hiểu đơn giản thôi. Đó chính là khi báo giá xong khách hàng chạy mất dép ấy, thì nó chỉ có nguyên nhân thôi, vài nguyên nhân thôi. Một là khách bận, được chưa? Hai là khách hàng thấy đắt, ba là khách hàng thấy rẻ. Nó chắc chỉ có ba nguyên nhân này thôi. Thường là như thế này này, với hàng thời trang thì họ sẽ từ chối chủ yếu là ba nguyên nhân. Một là họ sợ rằng là nó hàng chất lượng, tức là shop nói thì rất là hay, nhưng mà chưa chắc nhận về là cái áo nó được như thế. Ví dụ là áo manto mà trần bông, em có biết cái này của trần bông không? Không, trần bông manto bình thường, vải Hàn Quốc, vải chéo. Ở vải chéo, thế thì nhận về thì có thể rằng là sợ là mặc thời gian sau là nó bị xù, vai xù lên, nó mất dáng áo, hoặc là cho vào trong đấy là quay ra cái là thời gian là nó bị mất dáng áo, không có cái nhân nam, tức là nó Ngọc cũng biết miêu tả như thế nào. Đại loại là vì Ngọc là người hay mặc manto thì Ngọc thường mà nói thì Ngọc hay đem ra khô. Còn nếu mà không thì cho bọn máy giặt nó quay thời gian là nó nát hết cái form áo đi nhá. Cái thứ hai nữa là bạn nói rằng là mặc đều cái gì, mặc đều rất đẹp ạ. Mặc phối được cho chân váy, các loại chân váy. Thế thì cái gì để thể hiện là nó phối được đẹp? Bởi vì là liên hàng thời trang ấy, người ta chỉ tin ở cấp độ người ta được nhìn thôi. Người ta chỉ gọi là tai nghe mắt thấy. Thì riêng hàng thời trang người ta sẽ tin những lời bạn nói ở cấp độ là được mắt thấy, được nhìn thấy. Vì bạn nói là đẹp, đẹp thì nó được mô tả như thế nào? Nếu mà giả sử như cái măng tô này đẹp nhưng mà nó lại kén dáng, kén cái người mà người đẹp lung linh, người mẫu hoặc người hơi gầy, chứ chắc người ta đã mua thì cái người mà đậm đậm như họ ấy là người ta sẽ không mua. Thế thì bây giờ bạn phải thể hiện ra là cái áo măng tô của bạn, người béo mặc cũng đẹp, người gầy mặc cũng đẹp, mà người gọi là kiểu thân hình nó lưng dài chắc chắn ấy, mặc cũng vẫn đẹp, tức là người ta có quyết định cho cơ thể ấy. Tức là cái áo này nó sẽ phù hợp với mọi loại đối tượng ấy, thì người ta sẽ dễ dàng quyết định hơn. Tiếp nữa là bạn nói rằng là cái gì, đường kim mũi chỉ ạ? Đường kim mũi chỉ cẩn thận, trên đẹp không? Không. Rất là tỉ mỉ, cẩn thận, chỉnh chu trên từng chi tiết. Rồi, thế thì nó có cái ảnh nào cận cảnh để nó xâm ra được là cái đường kim mũi chỉ không? Thế bạn có biết là một cái đường kim mũi chỉ được coi là cẩn thận đối với hàng may ấy, thì là nó sẽ là mật độ đường mũi chỉ trên 1cm là bao nhiêu không? Thì bạn phải mô tả cho khách hàng và nó phải quay cận cảnh, nó phải chụp cận cảnh vào. Đấy, hoặc là áo mắc tô nó có những cái chi tiết nào nổi bật. Ví dụ chẳng hạn như cái váy giả vest của mình như thế này, thì cái chi tiết nổi bật của nó có cái tà thắt ra như thế này, và nó có cái thắt lưng như thế này. Thì khi mà mình mua cái váy này, tại sao mình ra quyết định mua cái váy này? Cái váy này cũng mua đâu đó hơn 1 triệu. Thế thì tờ nghĩ đơn giản là nó có những cái cận cảnh là nó quay như thế này. Ví dụ chẳng hạn như là cái này thì nó có tác dụng gì để mà để nó che cho mình cái cổ, mình chắc mà mình không thích cái cổ nó bị hở quá, cái độ mở, cái vest này nó mở quá, thì cái tà này là cái giúp mình điều chỉnh để cho mà mình có thể kín đáo cái cổ hơn đấy. Rồi cái tà này cũng là một cái sự cách tân để cho cái việc cho cái váy nó có cái phần phía trước ấy cho nó điệu đà hơn, rồi cái thắt lưng nó sẽ là điểm nhấn, nó sẽ giúp cho mình có cảm giác đôi chân nó dài hơn. Thế thì cái măng tô của bạn, nếu như mà bạn nói rằng là nó đẹp thì nó phải có một cái sự độc đáo gì trong cái thiết kế thì bạn phải lột tả nó ra. Thế thì tất cả những cái thứ này bạn đang mô tả cho khách hàng bằng lời nói, và khi bằng lời nói thì khách hàng họ không tin, họ chỉ tin ở cấp độ là họ được nhìn thấy thôi. Thế thì bạn phải, một là việc là bạn nói rằng nó đa dạng, hỗ trợ nhiều phong cách, nó mặc được nhiều phong cách, thì bạn phải chuyển thể nó sang hình ảnh. Và cái thứ hai là bạn phải đa dạng người mặc lên, người to béo mặc cũng lên cũng rất thon gọn, người hơi gầy một chút mặc lên nó cũng không bị trùm cái vai, rồi người lưng dài chân ngắn mặc lên thì nó tôn ra, nó kéo cái chân dài nó như thế nào. Thì bạn đấy là những người họ không có cái thể hình đẹp thì họ mặc lên họ kẹt váy của bạn nó sẽ chẹt khuyết điểm, thì người ta mới dễ dàng người ta mua. Còn thực ra thì bạn đã từng mua hàng rất nhiều rồi, những cái váy và cái áo rất là đẹp, nhưng mà lúc nào họ băn khoăn một điều là bây giờ người mình hơi đậm như thế này,
mặc lên người chắc gì đã đẹp. Thế nên là mình mới rén mình không dám mua. Đấy, đó là ở việc đó họ không tin tưởng vào chất lượng và những cái lợi ích của sản phẩm mang lại cho người dùng thì họ sẽ khó ra quyết định. Cái thứ hai là họ không tin về chất lượng của cái áo này về mặt vải thì bạn phải zoom cận cảnh vào những cái ảnh cận cảnh về đường đi mũi chỉ, về cái thiết kế độc đáo của cái áo. Cái thứ ba nữa là nếu mà bạn chốt là bạn dùng quá nhiều cái cái phần mình cũng được nhưng mà dùng quá nhiều chữ như này này, cái hàng quá hại đọc, nhất là những cái người mà họ có kinh tế họ mua được chiếc áo 1 triệu ấy thì họ thật sự mà nói để mà gọi là đọc mọi người có công nhận với Ngọc đấy, mọi người có công nhận với Ngọc rằng là cái kịch bản này nó bị quá nhiều chữ không? Và nếu ai đồng ý với Ngọc thì comment cho Ngọc số 1 nhé, kịch bản này nó quá nhiều chữ. Và khi mà mua hàng thời trang ấy là chúng ta là cái mặt hàng mà nó được gọi là mặt hàng giao quyết định nhanh. Đấy, thì ra quyết định nhanh thì người ta rất là dành ít thời gian để người ta đọc cái thông tin về mặt hàng này. Nên là nếu như dùng chữ như thế này nó là một cái bất lợi đấy. Nên là bạn phải tối giản và chỉ dùng những cái từ cần thiết trong kịch bản chốt sale thôi, được không ạ? Đó. Thế thì đây là cái cơ bản trong một cái kịch bản chốt sale như này. Nhưng mà cũng giống như thầy Hạnh nói ấy, năm nay hôm qua mà vừa mới xem xong, năm nay là mùa cọ nó bị mất ít mùa cọ và thông thường các cụ mình đã mở dậy rồi. Nếu mà mùa năm nào mà ít rét thì không có các đợt rét đậm, rét hại ấy, thì thật sự là những cái đồ đông ấy là các bạn nên cầm chừng thôi. Bởi vì giống như thầy cũng đã nói rồi, vì thầy đã từng bán áo phao, áo đồ đông mà đang rét thì người ta sẽ ra quyết định mua rất nhanh, nhưng mà nắng lên nhá là người ta sẽ hoảng, người ta sẽ cảm thấy không cần thiết nữa. Và mình xem trong tuần này là có thứ bảy chủ nhật là trời nắng ấy, nó lên đến hơn 20 mấy độ cơ. 20 mấy độ là người ta sẽ mặc cái áo đó vô mưa thôi, thậm chí là cái mặc áo lên từ hàng này là chắc chắn đã mặc đâu. Đấy, bây giờ mọi người nhìn thấy mặc thời tiết này mà còn mặc váy cộc tay mà còn thấy rất là bình thường. Nên là các bạn bán đồ đông rồi hết sức lưu ý, được không ạ? Đó. Bán dài này, chưa minh họa bằng hình này. Nói chung là khi mà gặp quảng cáo quần áo đẹp ấy thì hay là vẫn muốn xem ảnh thật. Thật sự là muốn xem. Nhưng hôm vừa rồi thì mình cũng cho lớp của mình xem là mình mua hàng trên mạng nó như thế nào. Thì ra là hàng trên mạng thì ra cũng ok, nhưng có những số mà nó chỉ gửi ảnh kiểu Trung Quốc thôi. Nhưng có những số mà nó gửi ảnh thật nhá, thì là ngon nhá. Đúng rồi, nó tự chụp, nó có mẫu riêng. Và nó bán, như chị nói là bán cái phong cách sọt. Đấy, tuy nhiên là mặc quần sót nó đẹp như thế nào thì người ta không hình dung được đâu. Đây gọi là phong cách trống đúng không? Ừ. Đây bối cảnh này, này. Ngồi mặc cái này là để đi mặc cà phê được này. Đi chơi, đi cà phê. Đấy. Thì bán quần áo là mình phải chịu khó đầu tư. Hết rồi cái thời mà mọi người lấy ảnh từ Trung Quốc ảnh từ Tao 1688 về để mới chốt sale rồi. Mà bây giờ mọi người phải đầu tư chụp. Và đó là lý do Ngọc rất là khuyên nhiều các bạn học viên của mình ấy, là nếu như có điều kiện thì nếu mua được chụp ảnh, mua một máy ảnh để chụp chi tiết sản phẩm là tốt. Hoặc cùng lắm thì mình có một cái điện thoại xịn như này, mình tự chụp là được mà. Chứ mà bây giờ mà mình đi lấy ảnh chi tiết từ trên 1688 hoặc là trên Tao về và mình chốt là khách hàng họ cảm thấy ôi, lại đồ Trung Quốc mà. Bên này nó tư vấn đơn giản hơn. Mình gửi cái ảnh mình muốn nhá, thì người ta chỉ tư vấn là hai chị yêu này, set group tay dài còn len giá 460.000 nhưng set chất liệu len em có size S, M, A. Tình yêu cho em xin chiều cao hơn nàng tư vấn cho mình nghe. Nó tư vấn gọn nhưng mà nó gửi cả ảnh thật nhá. Ảnh nó có hai màu, một bộ màu đen và một bộ màu be, màu kem, màu kem. Hiện tại mình đã chốt cái màu như là như mình chốt cái màu kem sao. Đấy. Sau đó thì mình gọi là cho ta thêm vài cái ảnh nữa, vài mẫu nữa để cho nó chọn, thì nó gửi thêm được cái mẫu này. Đây toàn là mẫu của bạn ấy nhé, của cái shop này đây. Mình mua là vì mua con mẫu này mặc đẹp quá, chứ còn cái áo thì chắc là nếu mà để mua cái áo rẻ hơn thì chắc là mua trên Shopee hơn, được chưa? Nhưng mà mình mua vì mẫu này là mẫu Việt Nam, mẫu này chuẩn là mẫu Việt Nam, nó chung cái mẫu này là mẫu Việt Nam, nên là mình khá tin tưởng cái mẫu của mình này. Thì mình có mua ở bên này ở đơn hàng mình cũng là 1 triệu, chính xác là 900 bao nhiêu ấy, 989.000 nhé. Thời trang ấy thì tư vấn ngắn thôi, nhưng mà còn phải tập trung vào những cái nỗi sợ của khách hàng sau khi mà mình bao giờ người ta sợ đắt quá thì mình xử lý như thế nào, người ta sợ giá quá thì xử lý như thế nào. Như chị Ngọc nói thì ý của chị Ngọc là người ta sợ hàng không đúng ý quảng cáo thì bên này là người ảnh thật, hoặc cái bên không người ảnh thật thì mình không mua nhá. Thật ra bây giờ giống như thế ấy, bản thân các bạn bao nhiêu bạn cảm thấy rằng là mình sẽ an tâm mua một cái sản phẩm về thời trang nếu như shop gửi ảnh thật nhá, ảnh người thật, mẫu hiện thực thật thì mình sẽ dễ phát hiện hơn là so với cái mẫu nó rất là ảo của bên Trung Quốc. Bởi vì là mẫu bên Trung Quốc nó quá xinh, nên là
người mua họ sợ rằng là mình có đẹp được như mẫu đâu, chắc gì mẫu mẫu hoặc đẹp mình mặc đã đẹp đâu, đúng không ạ? Thì bao nhiêu bạn cảm thấy là các bạn hay thường xuyên mua với những cái shop mà họ gửi được cái ảnh chi tiết hoặc là ảnh mẫu người Việt thật, mọi người comment cho mọi số 2 xem nào, bao nhiêu bạn thường xuyên hay mua với những cái shop mà có ảnh chi tiết hoặc là ảnh mà họ tự chụp, mẫu họ tự chụp ấy, đúng không ạ? Comment số 2 cho mọi người nào. Đây mẫu Trung Quốc này, nhìn phát biết luôn, mình xin ảnh thật nhưng nó không cho nhá. Ảnh thật của nó chỉ là ảnh trên Malacanh thôi, mình cần cái mẫu mà người Việt mặc thật ấy thì nó mới ngon được, chứ còn Trung Quốc thì pháp sư rồi, gọi là pháp sư rồi. Và cuối cùng mình không mua cái bộ này, dù bộ này thì chỉ có bao nhiêu 480.000 thôi, 480.000 nhá. Còn tất nhiên là hàng thời trang thì có rất là nhiều yếu tố nữa để chốt, nhưng mà về cơ bản cái thứ cái điều mà Ngọc chia sẻ mọi người ấy là những cái cơ bản nhất để chốt rồi đấy. Còn ngoài ra thì còn có một vài các lưu ý nữa, đúng không ạ? Bên này thì lại mua này, bên này là mẫu Việt này, bên này là mua luôn này. Đấy, tức là có ảnh thật, người Việt Nam thật là thường mình rất hay mua. Còn nếu mà ảnh Trung Quốc mà không có ảnh người Việt Nam mặc ấy thì mình bị hoài nghi là chắc là Trung Quốc này.